Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn đai WWE Intercontinental Champion dành cho độ tuổi 8 đến 15 và chiều cao dưới 1m7. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết đai WWE Intercontinental Champion dành cho độ tuổi 8 đến 15 và chiều cao dưới 1m7 nhé. Đai WWE Intercontinental Champion dành cho độ tuổi 8 đến 15 và chiều cao dưới 1m7 được thiết kế với chiều dài. Đây các bạn là 97cm. Chiều cao 23cm và bề rộng của đai là 6cm. Với dây đai cho các bạn được thiết kế bằng da và được thiết kế với tông màu đen cho các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Bề mặt của đai cho các bạn và đây được thiết kế bằng plastic cao cấp và được thiết kế với tông màu dạng sáng bóng và láng, được thiết kế rất chi tiết. Các bạn có thể thấy ở bề mặt giữa của đai chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế với tông màu vàng và màu đen cho các bạn và được thiết kế nổi rất đẹp cho các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế biểu tượng quả địa cầu và biểu tượng sàn đấu được thiết kế với tông màu vàng và màu đen và được thiết kế nổi rất đẹp cho các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế dòng chữ Heavyweight được thiết kế với tông màu đen trên nền màu vàng và được thiết kế nổi rất đẹp và chi tiết. Phần hoa văn phía trên được thiết kế với tông màu vàng trên nền màu đen rất đẹp cho các bạn có thể thấy. Phía ngoài chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Intercontinental Champion được thiết kế với tông màu đen trên nền màu vàng và được thiết kế nổi rất đẹp cho các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế biểu tượng hai ngôi sao được thiết kế với tông màu đen cho các bạn. Và đây được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Phần đường viền ngoài được thiết kế với các hoa văn với các tông màu vàng và màu đen cho các bạn rất chi tiết. Kèm theo đó chúng ta sẽ thấy có thiết kế biểu tượng hai quả địa cầu được thiết kế với tông màu vàng và màu đen các bạn và được thiết kế nổi rất đẹp và chi tiết các bạn. Và đây phần đường viền quả địa cầu được thiết kế với tông màu đen và màu vàng các bạn và đây rất chi tiết. Phần hoa văn xung quanh bề mặt giữa của đai được thiết kế với tông màu đen và màu vàng các bạn, được thiết kế rất đẹp và ấn tượng. Đây là đai WWE Intercontinental Champion phiên bản mới.
Ở phần side plate bên phải của đai, chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế với tông màu vàng và màu đen và được thiết kế nổi rất đẹp để các bạn. Kèm theo đó là có thiết kế biểu tượng quả địa cầu được thiết kế với tông màu đen và màu vàng để các bạn rất chi tiết. Phần đường viền ngoài, chúng ta sẽ thấy có thiết kế họa tiết với tông màu vàng và màu đen để các bạn rất chi tiết. Và phần khung được thiết kế với tông màu vàng và màu đen để các bạn rất đẹp. Và phần side plate bên trái của đài cũng được thiết kế tương tự để các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của đai, được thiết kế bằng da với tông màu đen. Đây các bạn, rất đẹp. Và các phụ kiện cố định đai cho các bạn. Và đây, được thiết kế với tông màu đen và được thiết kế rất chắc chắn. Thì các bạn có thể thấy đây là băng keo hai mặt được thiết kế cùng với đai nên rất chắc chắn. Tiếp theo chúng ta sẽ đeo đai vào vừa với kích thước của mình và chúng ta sẽ mở băng keo hai mặt ra và cố định vào đúng vị trí vừa với kích thước của mình cho các bạn. Vì băng keo hai mặt được thiết kế cùng với đai nó sẽ rất chắc chắn. Như vậy chúng ta đã cố định băng keo hai mặt vào bề mặt đeo đai cho các bạn. Và khi đó chúng ta sẽ đeo đai rất là dễ dàng. Đai WWE Intercontinental Champion dành cho độ tuổi 8 đến 15 và chiều cao dưới 1m7 được thiết kế rất đẹp. Các bạn có thể thấy mọi chi tiết được thiết kế rất đẹp, tỉ mỉ và hết sức hoàn hảo. Đai WWE Intercontinental Champion hiện là đai thuộc brand SmackDown. Các bạn có thể thấy rất đẹp và chi tiết. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về đai WWE Intercontinental Champion dành cho độ tuổi 8 đến 15 và chiều cao dưới 1m7. Mình xin kết thúc video tại đây, hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.